Trường Giang kể về quá khứ gặp nhiều khó khăn khi không có mẹ. Trường Giang là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Việt Nam và đang sở hữu khối tài sản khủng. Tuy nhiên, ít ai biết được trước khi thành công như ngày nay, nam danh hài từng trải qua quá khứ gặp nhiều khó khăn, vất vả khi không có mẹ ở bên cạnh. Trong đoạn clip hậu trường của chương trình 2 ngày 1 đêm, Trường Giang đã có những trải lòng với các đồng nghiệp về tuổi thơ khó khăn của mình. Nam danh hài cho biết anh biết nấu ăn từ khi còn nhỏ vì không có mẹ. Mỗi ngày, 10 khó đều phải dành thời gian khoảng 3 đến 4 tiếng đồng hồ để đi móc mũ cao su, nhưng thu nhập còn chẳng tới 50.000 đồng. Trường Giang tâm sự, ở chỗ của anh có cánh đồng nào đâu mà mọc vui bắt ốc. Ở đó người ta toàn trồng rừng cao su, học buổi sáng thì buổi trưa về nấu cơm vì anh không có mẹ mà. Ăn cơm xong thì buổi chiều sẽ đi móc mũ cao su. Móc ở đây có nghĩa là lượm móc đó, nhặt những phần dư lại còn dưới đất hoặc trên những cái tô bằng sành khá nhỏ. Anh móc khoảng 3 đến 4 tiếng đồng hồ thì cũng được khoảng 2 đến 3 lít mũ để bán. Còn nếu hôm nào học buổi chiều thì sáng dậy sẽ đi móc ở đó, trưa về nấu cơm và chiều sẽ đến trường. Cũng trong chương trình này, Trường Giang cũng từng tiết lộ rằng mẹ ruột ra đi từ khá sớm nên anh không biết được mặt của mẹ. Giờ đây khi xem lại ảnh của mẹ thì nam danh hài toàn thấy hình trong đám tang. Trường Giang buồn bã bộc bạch rằng anh còn không được biết mặt mẹ anh nè. Hình của mẹ anh chỉ có vài tấm thôi, nhưng hình đám tang lại rất là nhiều. Anh muốn coi hình mẹ anh chỉ có hình đám tang thôi. Còn tấm hình duy nhất có cả chữ viết của mẹ anh thì đã mất lúc đi Mỹ, bị kẻ xấu mở vali và lấy đi. Đó là tấm hình duy nhất có bốn chữ của mẹ anh, mùa xuân vui vẻ. Khán giả vô cùng xúc động khi nghe Trường Giang chia sẻ về quá khứ gặp nhiều khó khăn, vất vả của mình. Chẳng ai ngờ rằng một danh hài luôn mang đến tiếng cười cho khán giả đã từng trải qua nhiều chuyện buồn.